Kể từ ngày hôm nay thì giá gas bán lẻ của nhiều hãng sẽ tăng khoảng 7.000 đồng một bình 12 kg. Nguyên nhân của đợt tăng giá này theo các hãng là do giá gas thế giới tăng. Cụ thể, bình gas 12 kg của các hãng như Thành Tài Gas, GASP hiện nay với giá là 441.000 đồng một bình, tăng 7.000 đồng. Còn Petrolimex Sài Gòn áp dụng hai mức tăng là 5.000 và 7.000 đồng đối với hai loại bình 12 kg khác nhau. Tính cả đợt tăng nhẹ lần này thì đây là lần tăng giá gas thứ tư liên tiếp sau đợt giảm trong quý 2 và tổng cộng là sau 4 lần, giá bán lẻ gas trong nước đã tăng khoảng 125.000 đồng một bình 12 kg.